À, xin chào các bạn. Hôm nay vẫn là ngày 31 tháng 8 nha, chưa bước qua tháng 9 đâu. À, mình giới thiệu cho các bạn một cái dê lang mà bà con mới mang về trong trưa hôm nay luôn. Quá là độc. Mình trong cái lịch sử cái kênh mình cũng chưa bao giờ bán một cái giò lang vảy rồng nào mà nó độc như cái giò này. Khủng lắm các bạn. Một dê nguyên mà nặng tới 5 kg. Đó, mà trong khi đó là nguyên một cục nha các bạn đây. Các bạn đã bao giờ thấy như thế này chưa? Đó. Thì các bạn xem này, vảy rồng á, thì các cái giò của mình nó rất là nhỏ, nó chỉ có một vài dê thôi. Ví dụ ở đây, đây nó chỉ được có một vài dê nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đó. Mà không ngờ một cái dê bà con hái ở rừng về mà nó lại được khủng như thế này luôn, mà rất là nhiều mầm tơ còn nguyên vẹn các bạn. Đây, cái này nó mọc xung quanh một cái cây luôn, và người ta rạch một cái đường như thế này để người ta bóc nó ra, đó. Còn hoàn toàn là nguyên si, đó. Nhìn rất là ghiền, chắc phải chụp một cái hình quá. Giờ cao lên tí xíu làm hình đại diện nha các bạn. Rồi. Các bạn xem nè, lá của nó rất là đều, thấy không? Lá đều bo đầy đủ các góc các hướng hết á. Nè. Đó. Anh em biết chơi cái này chúng ta trồng kiểu gì cho nó đẹp không? Mọi người đang một cái lưới ở phía dưới này nha. Đang một cái lưới ở phía dưới đấy, bắt đầu là chúng ta bỏ than vào giữa và chúng ta bỏ phân luôn, bỏ than bỏ phân vào giữa cái lọt lòng của nó luôn. Chúng ta đục các cái lỗ để chúng ta treo cái móc sắt vào đây và chúng ta treo lên. Riêng cái thằng vảy rồng đến cái mùa nở hoa thì hoa phải nói là cực kỳ sai luôn. Đây là cái một cái vòi bông cũ của nó này các bạn, một cái vòi bông cũ của nó không mà nó dài cái này rồi này. Đấy, ui dài hơn 40 phân. Đấy. Anh này mà đến mua ra hoa thì chắc là mang đi thi được á. Quá vip các bạn ơi. Xoay một vòng cái cục đó tí xíu. À, kỹ thuật viên hỗ trợ của mình là quá mỏi tay. Cầm có một xíu nhưng mà quá mỏi tay. Từ từ đứng im nha. Quý vật tầm quý nhân nha các bạn. Anh em nào chốt thì nhanh tay. Mình bán về này có giá hơn 1 triệu nha. Thật là nhanh tay nha mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người nhé.